Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi, để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi, để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc, để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy. Yeah.
và chị Maria Nguyễn Thị Hà. Trong ngày họ quyết định lập gia đình, đối với họ đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện được tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đoá thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây, là anh Giuse Bùi Văn Toàn và chị Maria Nguyễn Thị Hà, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách trong Ngôn: tìm đâu ra một người vợ đảm đang, làng quý giá vượt xa châu ngọc. Chồng làng hết dạ tin tưởng làng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. Suốt đời làng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai họa cho chồng. Làng tìm kiếm len và vải gai, rồi vui vẻ ra tay làm việc. Làng tra tay vào buồng kéo sợi và cầm chắc suốt chỉ trong tay. Làng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. Duyên dáng giả trá, sắc đẹp phù vân, người phụ sợ lữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho người đời ca tụng. Hãy để cho làng hưởng những thành quả tay làng làm ra, ước chi nơi cổng thành làng luôn được tán dương ca tụng do những việc làng làm. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa. Phúc cho những ai tôn sợ Thiên Chúa.
Roma. Anh em thân mến, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Anh em đừng có rập theo đời lại, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gượng ghét điều dữ, tha thiết điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không chế lại, lấy tinh thần sốt sáng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Đó là lời Chúa. Khi ấy, có những người Pha-ri-siêu đến gần Chúa Giê-xu để thử Người. Họ nói, người ta có được phép ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại, các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, tạo hóa đã dựng nên con người có nam, có nữ và Ngài phán. Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ đến một thân xác. Như thế, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, hỡi Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đâu là đòi hỏi mà Thiên Chúa đặt ra cho con người trong đời sống hôn nhân gia đình? Cái đòi hỏi duy nhất và quan trọng nhất đó chính là sự trung thành. Bởi vì ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đưa người nam và người nữ đến với nhau để làm thành một cộng đoàn, để nâng đỡ nhau, yêu thương, chia sẻ và để sinh sản con cái. Và khi mà Chúa đưa người nam, người nữ đến với nhau như vậy thì Chúa yêu cầu họ phải trung thành với nhau. Tuy nhiên, việc trung thành nói thì dễ mà làm thì khó. Đặc biệt là trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay, một xã hội mà người ta định nghĩa bởi hai từ tương đối. Cái gì cũng tương đối, chẳng có cái gì tuyệt đối cả. Thành thử ra người ta dễ dàng để đi tìm kiếm cái mới. Thế nhưng vẫn không ít người muốn tìm kiếm cái điều cốt yếu của hôn nhân gia đình, đó là sự trung thành. Cho nên có nhiều người trẻ sợ lập gia đình, sợ lấy vợ, sợ lấy chồng, bởi vì một lý do rất đơn giản người ta đưa ra,
đó là sợ sau này khi hai người không chung đường thì những đứa con nó sẽ khổ, thiếu bố, thiếu mẹ. Và khi mà cái sự tan vỡ nó xảy ra thì nó kéo theo biết bao nhiêu hệ lụy. Yêu cầu của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta trong hôn nhân gia đình chẳng bao giờ thay đổi: sự trung thành. Vậy làm thế nào để trung thành? Đây là một câu hỏi mà không ít người đặt ra, và dần dà chúng ta lần mò để tìm câu trả lời. Để rồi cứ qua mỗi ngày sống, qua mỗi năm trung thành với nhau, Chúa lại mời gọi chúng ta dâng lời tạ ơn. Trong cuốn sách Linh Mục của ngày năm thứ ba, Đương Nghi Timothy Dolan, tác giả của cuốn sách này, Ngài kể một câu chuyện. Ngài nói rằng khi mà Ngài còn làm cha xứ ở giáo xứ mà Ngài được bổ nhiệm về, có một lần Ngài kỷ niệm lễ thành hôn cho một cặp vợ chồng già nhân dịp họ cưới nhau được 60 năm. Sau khi lễ kỷ niệm xong, gia đình, bạn bè thân thích của hai cụ già tổ chức ăn tiệc, và Ngài cũng là một trong những vị khách được mời. Khi ngồi đồng bàn thì Đương Y Đông Lần mới hỏi hai ông bà già là bí quyết nào mà hai cụ trung thành với nhau trong suốt 60 năm. Cụ ông mới kể rằng: nói thật với cha, nhiều khi cũng chán lắm. Có nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí cả tháng, hai vợ chồng không nói gì với nhau cả. Gần như là cái tình yêu ban đầu, có những lúc không tìm thấy nó ở chỗ nào. Chỉ thấy những trách nhiệm, chỉ thấy những gánh nặng. Và hình như có những lúc người bên cạnh mình là nỗi khổ của mình. Không biết ở đây có ai có cảm nghiệm như vậy không? Cả hai ông bà đều nói như vậy. Có những tháng không nói chuyện với nhau. Giả như mà nói chuyện với nhau thì cũng chỉ là trao đổi thông tin cần thiết liên quan đến gia đình. Nhưng có một điều rất đặc biệt ở đôi vợ chồng già này, đó là cho dù chuyện gì xảy ra thì trong đầu của họ không bao giờ có hai từ ly dị. Không bao giờ họ nghĩ đến chuyện ly dị cả. Không bao giờ họ nghĩ đến cái chuyện đập đi làm lại, không có. Cho nên đó là bí quyết để họ vượt qua. Sau những lúc sóng gió, sau những lúc mệt mỏi, sau những lúc cãi vã và im lặng, họ lại được làm lại và tiếp tục đồng hành với nhau. Và khi kỷ niệm 60 năm thì cả hai đều hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình. Cái ý thức là điều rất là quan trọng. Thế còn nếu như khi đến với nhau đã đưa ra một cái mở ngoặc, đó là hợp thì ở, mà không hợp thì đi, thì không sớm thì muộn, mối sự ràng buộc đó cũng sẽ bị tan vỡ. Cách đây khoảng 5 năm, có một cái trào lưu của những người trẻ sống thử. Sống thử với nhau 1 năm, 2 năm, 3 năm, nếu mà hợp thì ở, không hợp thì chia tay. Và được nhiều người hưởng ứng lắm, thậm chí cả những người lớn cũng hưởng ứng. Thế nhưng mà kết quả thì lại cho thấy rằng người ta thử bao nhiêu lần đi nữa mà không có một ý thức trong việc gắn kết, và không tìm thấy một tiếng nói chung, trước sau gì cũng vẫn ly dị. Có cặp vợ chồng sống thử với nhau 8 năm, thử 8 năm chứ không phải là 3 năm. Thế nhưng mà rồi cưới nhau được 2 năm thì đường ai người nấy đi. 8 năm hợp lắm rồi, cái gì cũng hợp. Thế nhưng mà 2 năm sau thì không hợp nữa. Bởi vì đơn giản thôi, con người chúng ta nó bất nhất, nay thế này, mai thế khác. Cho nên ý thức là cái điều tiên quyết. Cái thứ hai mà mỗi người công giáo chúng ta đều xác tín, đó là lời cầu nguyện.
lời cầu nguyện sẽ giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn. Lời cầu nguyện sẽ nâng đỡ cho chúng ta. Lời cầu nguyện sẽ soi sáng cho chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu luôn quả quyết rằng ở đâu có hai hay ba người cầu nguyện nhân danh Chúa thì Chúa ở đó giữ họ. Và khi mà Chúa ở đó giữ họ thì chuyện gì xảy ra? Thưa, đó là ân sủng, là bình an, là sẻ chia, là tha thứ và hướng đến sự toàn thiện. Chúa ở giữ họ đều mang đến những điều tốt lành. Trong suốt hơn 2 tháng chúng ta nghỉ ở nhà vì dịch Covid, có những gia đình luôn duy trì những giờ lễ trực tuyến rất là tuyệt vời. Đến giờ lễ mở màn hình lên, rồi bố mẹ với con cái cùng dự thánh lễ trực tuyến. Thánh lễ trực tuyến không thể nào bằng thánh lễ trực tiếp ở nhà thờ được. Thế nhưng mà nguyên cái chuyện vợ chồng con cái dự lễ trực tuyến với nhau để cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện, cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn, đó là một quà tặng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng cầu nguyện là việc chúng ta bố thí cho Chúa, không phải đâu. Cũng đừng nghĩ rằng cầu nguyện là việc chúng ta làm cho ai đó. Cầu nguyện là quà tặng mà Chúa ban cho chúng ta, để khi mà chúng ta sử dụng cái phương tiện đó thì Chúa ở giữa chúng ta và Chúa ban sức mạnh cho chúng ta. Hỏi những người đã từng sống trong một gia đình, khi hai vợ chồng ngồi lần hạt với nhau thì mình còn giận nhau được không? Thưa không. Mình còn ghét nhau được không? Thưa không. Khi mà cha mẹ với con cái cùng ngồi lần chuỗi với nhau được thì hỏi có cái điều gì mình không bỏ qua được cho nhau không? Cho nên cầu nguyện là phương thế rất là quan trọng. Giáo hội luôn mời gọi chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Đời sống linh mục của chúng tôi cũng như thế. Có nhiều khi vất vả, nhiều khi mệt mỏi, nhiều khi muốn buông bỏ. Thế nhưng khi cầu nguyện thì lại được sức mạnh để bắt đầu lại và lại bắt đầu, để tiếp tục và lại tiếp tục. Cái phương thế thứ ba mà nhiều người đã trải qua chia sẻ, đó là làm mới lại, làm mới lại tình yêu vợ chồng. Không phải là tìm kiếm một tình yêu mới. Nếu mà người ta tìm kiếm tình yêu mới thì lại thường quá. Còn làm mới lại lại là điều rất quan trọng. Nó như chiếc xe, khi mà chúng ta chạy lâu ngày, chúng ta mang đi bảo dưỡng, làm nó mới lại. Khi một cái áo chúng ta mặc qua 3-4 ngày nó bẩn quá rồi, giặt cho nó mới lại, là ủ cho nó phẳng đi. Không phải mua cái mới, thế nhưng mà làm mới lại. Đức Giáo Hoàng Francisco chia sẻ cái điều này rất là hay ở quảng trường Thánh Vê-rô, khi mà Ngài nói chuyện với các cặp vợ chồng. Ngài bảo rằng các bạn hãy làm mới lại tình yêu của mình. Hẹn hò lại, xem cái ngày đầu tiên hẹn hò của mình bây giờ cảm giác nó thế nào. Rồi thỉnh thoảng vợ chồng trốn con cái để đi chơi riêng với nhau. Nói là trốn, nên nhưng mình tổ chức những cái việc riêng với nhau, để không có liên quan đến chuyện người khác nữa, để chỉ sống cho nhau, với nhau và vì nhau thôi. Và những cái kỷ niệm ngày xưa, những cái kỷ niệm gắn kết hai người lại với nhau, bây giờ hãy nhắc lại, nhắc lại thường xuyên để làm cho nó mới lại. Và khi mà mỗi người vợ, người chồng đều cố gắng để làm mới lại tình yêu hôn nhân của mình thì chẳng bao giờ người ta cảm thấy chán nản nữa. Còn nếu như mà cứ mãi nhìn vào những điều đang xảy ra, những nỗi buồn, những thất vọng, thì người ta như đeo chì ở trong người vậy. Lúc nào cái mặt cũng chảy xị ra như bánh đa gặp phải trời mưa. Nhưng khi làm mới lại thì sẽ thay vào đó là tiếng cười, thay vào đó là những niềm vui khác đấy. Như thế thì ý thức cầu nguyện và việc làm mới lại như những chiếc kiềng, như những chiếc chân của một cái kiềng ba chân, làm cho hôn nhân được thêm vững mạnh. Và nếu như mỗi người đều cố gắng thêm thắt vào đó những điều tốt lành như những bông hoa thì gia đình sẽ luôn tràn ngập niềm vui và bình an.
Không chỉ hai người nam nữ cố gắng, mà gia đình hai bên cũng góp phần rất quan trọng. Người Việt Nam của chúng ta nhắc nhau, thông gia thông giáo, nấu cháo mà nuôi nhau. Cầm giáo mà đâm nhau thì coi như là xong rồi. Nấu cháo và nuôi nhau nghĩa là gì? Nghĩa là luôn vun sới, luôn vun sới. Có một câu chuyện, có một lần tôi đã kể với cộng đoàn về cái chuyện của chị gái tôi với anh rể. Tức là chị gái tôi thì cũng, nếu mà chấm điểm thì cũng được khoảng chừng là 6 điểm nói về hình thức bên ngoài. Và khi mà còn trẻ thì có nhiều anh cũng ngó nghiêng lắm. Đấy, nhưng mà chỉ thích mỗi một người thôi. Mà cái anh đó thì xin lỗi, gia đình lại nghèo rất mồng tơi, chẳng có cái gì cả. Bà mẹ thì cứ ngày ngày đi ra đồng bắt cua bắt ốc. Ngôi nhà chỉ là một ngôi nhà tranh, gió to thì rung rinh chỉ chợt đổ. Trước khi mà hai người về với nhau, bố tôi nói với chị gái tôi rằng: mày chứ không phải là con, mày chọn thì mày phải chịu, sướng khổ mày phải chịu. Và từ khi bước ra khỏi cái nhà này, đừng bao giờ nghĩ chuyện quay trở về. 3 tháng sau, thấy bà ấy lóp ngóp bỏ về. Chả nói chẳng rằng, bố tôi lôi luôn một cái roi rất to, cứ chân vụt. Thế là lại gạt nước mắt đi về nhà chồng. Và sau trận đó thì hai người bình an với nhau. Sau này mẹ tôi bảo rằng sao nó về lại đánh nó, bảo không đánh nó, giữ nó ở nhà. Tức là luôn luôn có cái sự vun sới. Sống với nhau va chạm là chuyện rất bình thường, nhưng nếu như cả hai bên đều vun sới, đều hướng đến một cái tương lai tốt lành, thì đó là điều Chúa mong muốn. Hôm nay chúng ta hiện diện ở đây để cầu nguyện cho đôi bạn trẻ này, để xin Chúa chúc lành cho họ và để cùng nâng đỡ họ trong đời sống hôn nhân gia đình. Lời Chúa hướng dẫn cho chúng ta và nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự gắn kết vợ chồng. Đó luôn phải là sự trung thành. Đừng bao giờ có cái tư tưởng về sự chia cắt. Bởi vì khi mà chúng ta có tư tưởng như vậy là chúng ta xúc phạm đến chính Chúa. Chính Thiên Chúa đưa người nam người nữ đến với nhau, chính Thiên Chúa gắn kết với họ. Cho nên sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Mình có tư tưởng là mình đã có tội rồi. Và hãy tìm mọi cách giáo hội bày đặt ra, hãy tìm mọi phương thế mà Chúa soi sáng để làm cho hôn nhân luôn được gắn kết, trải qua những sóng gió, đạt đến bến bờ bình an. Giờ đây chúng ta cùng chứng kiến anh Toàn và chị Hà nói lên cái quyết định đến với nhau và gắn kết với nhau làm thành vợ chồng. Anh chị thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô dang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích rửa tội mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Giuse Bùi Văn Toàn và chị Maria Nguyễn Thị Hà, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa cha, con không. Thưa cha, con không. Anh chị hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa Sa-ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập giao ước hôn nhân, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Giuse Bùi Văn Toàn xin nhận em Maria Nguyễn Thị Hà làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng trung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian lan,
thì khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu, yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Nguyễn Thị Hà, xin nhận anh Giuse Bùi Văn Toàn làm chồng của em và hứa sẽ du lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian lan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa lấy lòng nhân hậu trở nên sự ứng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Ta ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria xin, Maria Nguyễn Thị Hà xin em nhận lại chiếc nhẫn này để chứng tỏ là để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thành của anh nhân dân cha và con và thánh thần. Anh Giuse Bùi Văn Toàn, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này là bằng chứng tình yêu và lòng trung thủy của em nhân dân cha và con và thánh thần. Toàn có hứa, có nhớ hứa cái gì? Có ạ. Hứa cái gì? Hứa lòng trung thủy và yêu thương và tôn trọng vợ con suốt đời. Suốt đời tức là từ từ khi nào? Đến khi chết. Từ khi chết. Từ khi chết đấy nhé. Hai người phải nhớ. Hôm nay ngày 27 tháng. Tháng gì? Tháng 9 năm 2021. Hai người chúng tôi phải có trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng, giữ lòng chung thủy với nhau cho đến ngày 27 tháng 9 năm chết. Chúng ta cùng chúc mừng cho các bạn trẻ là một tràng pháo tay. Mời con đoàn chúng ta cùng đứng lên để dâng lời cầu nguyện cho đôi tân hôn này. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của các anh chị em chúng ta đây, là anh Giuse Bùi Văn Toàn và chị Maria Nguyễn Thị Hà. Chúng ta ký thác anh chị em này cho Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho giao ước hôn nhân của anh chị, như xưa Ngài đã sẵn sàng thánh hóa tiệc cưới tại Cana. Xin Chúa thương. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa ban cho anh chị được hưởng tình yêu hoàn hảo và phong phú, được Chúa trợ giúp và được sống bình an và trở nên chứng tá tốt lành cho danh xưng Kitô hữu của mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho dân Kitô hữu mỗi ngày thêm mạnh sức và cho tất cả những ai đang gặp gian nan khốn khó được ơn trên phù giúp trở che. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa Thánh Thần làm sống lại ơn bí tích hôn phối cho các cặp vợ chồng đang hiện diện nơi đây. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu và ban Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết, không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây chúng ta khẩn cầu Thiên Chúa ban phúc lành cho đôi tân hôn này. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, ban ơn phù hộ che chở những người Ngài đã làm cho nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Mời anh chị quỳ xuống. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ,
để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng để trong giao ước hôn nhân Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đang liên kết với nhau để chung sống đời vợ chồng, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa được bền vững trong tình yêu thương nhau. Xin cho nữ tỳ Chúa là chị Maria Nguyễn Thị Hà được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong Thánh Kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa khi kiên trì gắn bó đức tin cùng các huấn lệnh của Chúa, và nhờ chung thủy hợp nhất với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn. Nhờ sức mạnh tin mừng củng cố, họ nên nhân chứng tốt lành của Đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt, và sau cùng khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời đứng dậy đi. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa trước cám dỗ. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng làm Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Thank you.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phối, biết luôn gắn bó với Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng ban cho anh chị được hưởng niềm vui của Ngài. Amen. Xin con một Thiên Chúa thương xót phù giúp anh chị khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Amen. Xin Chúa Thánh Thần đang tuôn đổ tình yêu của Ngài xuống lòng anh chị. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Nghi lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tuyệt vời, nắm tay nhau
cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho chàng dân lòng muôn trùng luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Hy sinh đưa dẫn đàn con sống theo tình yêu. Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình, mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho chàng vui quên thân mình, nâng đỡ gia đình tha hiền hòa. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đâu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đâu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.